Xin kính chào bà con. Hôm nay Núi Đánh Cá Đấu xin được giới thiệu với bà con dòng chài dù đan tay truyền thống. Cái dòng chài dù đan tay truyền thống này có chiều cao là 4 mét, nặng 5,5 cân, mắt 4 phân, có nghĩa then đôi. Cái dòng chài dù đan tay này là nó 120 cửa. Cái chất liệu dù của nó là sợi hàng của Nhật Bản, con cá heo của Nhật Bản. Sợi của nó là sợi chín. Dòng sợi dù này rất là khỏe mạnh và cái độ chịu lực của nó rất là cao. Chất liệu mà tạo nên cấu dù này là dòng ly lông. Cái kết cấu cũng như là cái kỹ thuật đan đó, ở đây đó, chính là cái dòng chài này đó, là đan tay thủ công hoàn toàn. Đấy. Cái nút của nó là hai nút thắt rời. Chính vì thế mà nó tạo lên cái chài này cực kỳ khỏe, rất là khỏe và độ bền rất là cao. Dòng chài dù này là đan tay truyền thống 100%, đây là hàng Việt Nam đan tay. Hàng Việt Nam đan tay này đó, nó có một cái ưu điểm đó chính là kết cấu của nó là rất là khỏe này. Cái chỉ của nó là cặp theo yêu cầu này. Chân chỉ đúc này, 100% chỉ đúc này. Đấy. Nhưng mà có một cái nhược điểm của nó là túi của cái chài dù đan tay này nó không lên, không được sâu như dòng chài dù của Thái. Thế nhưng mà nói về độ bền cũng như là cái độ mà bung ra hết đó, thì là cực kỳ luôn, tuyệt vời luôn. Khi nào mà bà con mà thử những cái dòng chài dù đan tay này á, thì phải nói là mỹ mãn luôn. Mỹ mãn, không phải suy nghĩ luôn. Đây là dòng chài 120 cửa, cái độ bung của nó ra, bung ra là hầu như là bung hết luôn, gần hết luôn, gọi là hết sạch xanh luôn, chỉ còn một tí chóp thôi, tí ở trên cái đầu thôi. Thì khi mà bà con mà mua cái chài này thì sẽ được tặng kèm theo là một dây dòng này, đấy, hai cái ghim vá này, sợi vá này, đấy, và kèm theo đó là giấy, cũng kèm theo một cái cạc, gọi là cái cạc của cái công ty lưới đánh đá cá A Đấu đây. À, cũng như là một cái giấy thông hành, cũng như là giấy bảo hành cho bà con, để làm sao cam kết cho bà con cũng như bà con yên tâm khi đặt chài bên chài lưới vân vân ở bên công ty lưới đánh cá A Đấu. Đấy, khi hoàn thiện nó là như thế này đây, bà con thấy không? Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Chì, lưới, sợi dù kết hợp lên tạo thêm một cái chài truyền thống quá là mỹ mãn luôn. Bà con có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho A Đấu qua số điện thoại trên màn hình nhé bà con nhé. Xin cảm ơn bà con và hẹn gặp lại.